Ah, yeah, time coming up on the mic, fool. About to break it down like this, dog. Who we doing this shit for, fool? Khi âm thanh này nổi lên, tôi biết trong mắt nhiều người tụi tao là lũ nhau bằng gai. Viết và rap những gì chân thực khi mà tôi get on the mic. This is the Vietnamese gang with the bang, with ride, with the stand click. Mấy thằng nào tao không biết, bắn hết tụi mày tao không tiếc. 4-5 and 2 flick, we too đặc biệt. Không tính nằm bị chì, không tính nằm bị chì. Vietnamese gang with the bang, with ride, with the stand click. Mấy thằng nào tao không biết, bắn hết tụi mày tao không tiếc. 4-5 and 2 flick, we too đặc biệt. Không tính nằm bị chì, không tính nằm bị chì. Bây giờ tại sao tụi mày muốn giết tao? Tiên thần, tụi mày không thể nào tới tao. Tại tao bay trên cao với hai đôi cánh. Tao là người Việt Nam mà tụi mày phải tránh. Tao đánh chết tụi mày hay là hết cả bay. Và nếu còn sống thì tao sẽ kết tụi mày trong một ngày. Một viên, một hòm phải kia, còn một mảnh phi tiên. Tao không có điên nhưng mà không có tỉnh. Tao uống nhiều bia nhưng mà không có xỉn. Tại dòng máu người Việt làm cho tao thiệt là khỏe, không thể nào bị diệt. Làm cho tao thiệt là trẻ tuổi, tao không bị chết. Sống mãi đoàn kết, tiền hút mãi không hết. Những thằng nào là sốc, đừng có ghét tụi tao. Tại tụi tao còn nhóc, đừng có giết tụi tao. Now come with Thái, we ready stand the beat. We got my love for all the Vietnamese trên toàn trái đất. Hãy nhớ một điều, mình là người Việt Nam, sức mạnh và nhiều. Hãy sống với nhau, giữ tình huynh đệ. Đừng vì tụi ghệ mà chém giết nhau. Coi trước và sau, đừng tin ai hết. Sống mãi đoàn kết, đừng bao giờ rời. Đến khi ông trời muốn cho mình xuống. It's the Vietnamese gang with the bang, with ride, with the stand click. Sau đó cho tạp chí Việt Hip Hop đã tạo nên cuộc thi này. Sau đó cho anh đánh beat Mr. Boombo, Gigi. Và đây là bài dự thi của mình, Fazy with Solo. Peace.